Theo tin của hãng thông tấn AFP, cảnh sát Nhật vừa tìm thấy 9 thi thể. Trong số này có 2 thi thể bị chặt mất đầu, bỏ trong các thùng lạnh tại một căn chung cư ở ngoại ô Tokyo. Cảnh sát xác nhận bắt giữ Takashiro Tsuyoshi, 27 tuổi, là người sống trong căn chung cư này ở Zama, gần về phía nam Tokyo. Theo đài truyền hình NHK, Gikan Tsuyoshi nói với cảnh sát rằng anh ta giết những người này và có hành động thay đổi thi thể họ để giấu tang chứng. Hãng thông tấn TV Press cho Tsuyoshi hay khai rằng đã cắt xẻ xác các nạn nhân trong phòng tắm. Một cái cưa được tìm thấy trong phòng riêng của nghi can. Một số cơ quan truyền thông cho hay thi thể của 8 phụ nữ và một người đàn ông được tìm thấy trong một căn chung cư. Cảnh sát tìm thấy 2 đầu bên trong một thùng lạnh ngay cạnh cửa ra vào căn chung cư trước khi khám phá các xác chết bên trong.